Làm báo ở thời điểm này, làm báo Pháp ở đây đó thì đặc sắc là cái gì? Là tối ngày phải đi kiếm tiền để làm báo. Phải nói là báo thì nó đang tới một cái thời mà nó cần đổi, nó cần thay đổi từ cái mô hình kinh tế cho tới cái cách mà truyền thông tin cho khán giả. Nó một sự thay đổi từ nội dung cho tới cái mô hình, cho tới cái cách trình bày, cho tới kỹ thuật và công nghệ. Và ngày hôm nay giữa báo giấy, báo hình, âm thanh, vân vân, báo điện tử, nó có một cái vai trò khác nhau. Thì là mình nói là làm báo lúc này thì khó, nhưng mà rất là hấp dẫn. Tại vì từ từ cái sự khó khăn về thách thức, về về kỹ thuật, về mô hình kinh tế, về cách trình bày, nó cho mình một cái động lực để mà mình làm báo tốt hơn. Rất hấp dẫn. Và thứ thứ hai nữa là ngày hôm nay với một cái lượng thông tin mà mọi người chúng ta đều có hàng ngày, từ điện thoại cho tới bất cứ cái gì, thì là cái vai trò của ngày làm báo hôm nay nó còn đặc biệt hơn, là đem thông tin chính xác, chưa hẳn là phải là nhanh nhất, nhưng mà thông tin chính xác và để cho các độc giả có một cái sự suy nghĩ chính họ. Vâng, nhân tiện ông vừa nói cái khía cạnh đó đấy thì bây giờ một cái câu chuyện người ta rất quan tâm đó là phải đối đầu với những cái gọi là fake news, những cái tin thất thiệt, tin vịt thì như thế nào là để hiệu quả nhất? Cái hiệu quả nhất trong những cái tin 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 giả đó, tin giả, tin vịt, hay là tin nửa nửa vịt, nửa 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 gà đó, thì cái mà làm đối đầu tốt nhất để cho mọi người biết là cái sự giáo dục về kỹ thuật, kỹ năng thông tin truyền thông từ từ nhỏ tới lớn. Có nghĩa là lúc nào cũng phải có một cái câu hỏi đầu tiên lúc mình nghe một thông tin tin nào đó, ngay cả đối với những cái báo mà có danh tiếng. Tại đôi khi trong cái cuộc chạy đua với lại thời gian đó, ai là người báo nào đăng tin nhanh nhất, đôi khi họ cũng có sự sai lầm. Thật ra cái mà tốt nhất là trang bị cho độc giả, khán thính giả những cái kỹ năng và những cái kiến thức để biết cái nào là giả, cái nào là thật. Và cái thứ hai, cái thứ ba nữa là lúc nào cũng nghe một thông tin là suy nghĩ trước là thiệt hay không không thật, nghĩa là có một cái nhìn phản biện ngay cả đúng đối với chính chúng ta về bất kỳ thông tin nào nào đó. Còn hơn là ra những cái luật để mà cấm vân vân. Chắc chắn là ai đăng tin bậy sẽ phải chịu trách nhiệm thôi, nhưng mà cái đó là phải để cho vai trò của tòa án sau. Chứ còn nếu mà cấm cấm trước thì sẽ đụng tới vấn đề mà tự do về 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 thông tin truyền thông và từ cái quyền tự do ngôn luận của người dân ở đây. Vâng. Thưa ông, như là ở Paris hay này hay là ở nước Pháp ấy, hay riêng hay là ở châu Âu nói chung, ông đã biết và quan sát ấy, thì bây giờ đối diện với cái câu chuyện là những cái biển thông tin rất là nhiều thông tin như thế, tốc độ của nó cũng rất là nhiều, tức là vừa đa dạng là còn được số lượng nữa, thì các tòa báo xử lý như thế nào, và tiếp theo nữa là giữ cái bản sắc của mình ra làm sao, cái identity của mình ra làm sao? Ngày hôm nay đó, một cái vai trò của tờ báo nó không còn vai trò chung như là cách đây vài vài chục năm. Trong một cái tờ báo lớn, mình có thể nói từ thời sự cho tới bài phân tích hay là những cái này cái kia. Nhưng mà ngày hôm nay với những cái công công nghệ thông tin thì là mỗi mỗi báo nó có một cái mỗi cái phương tiện truyền thông nó có một cái vai trò khác khác nhau. Như là những cái trang trang mạng xã hội như là Twitter hay là đài phát thanh, hay là những cái trang mạng của hãng thông tấn, là để biết được những cái gì đó nó xảy ra ngay tức khắc. Và có những cần những cái trang báo khác, như là tờ báo của mình làm như vậy đó, thì nó có một cái sự phân tích, nó một cái thời thời gian nó nhiều hơn, để đem lại cho người ta, cho khán giả, cho độc giả những cái kiến thức để mà biết cái nào là thật, cái nào là giả, vân vân.
Và một cái ý hỏi cuối cùng ạ, là nhất là đặc biệt là với những cái anh chị em trẻ mà muốn vào nghề báo chẳng hạn, thì nghề báo bây giờ như là như của các ông ở đây sống ở Pháp hay là châu Âu thì có đủ sống hay không, tồn tại có dễ không, có bí quyết gì không? Dễ hay khó nó cũng tùy. Chắc chắn là ngày hôm nay nó sẽ hơi khó hơn một chút xíu. Tại sao khó hơn? Không phải vì ít việc làm, tại vì các tờ báo, có tờ báo nó đóng cửa, sa thải, nhưng mà sẽ có 10 tờ báo khác nó sẽ mở ra trong tuần thôi. Cái vấn đề là gì? Làm nghề báo là phải có sự đam mê. Nếu mà thật sự, nếu mà làm muốn kiếm tiền á, thì chắc sẽ nên mở một cái quán bar hay quán cà phê, chắc chắn là anh sẽ có tiền nhiều hơn là làm báo. Cái sự đam mê đó, một cái lý tưởng nào đó, đem lại một cái thông tin, một cái gì đó cho xã hội, cho mọi người có kiến thức. Từ kiến thức đó thì người ta mới có cuộc sống tốt hơn và xã hội tốt hơn. Sống thì từ khó khăn cho tới đủ, nhưng nó đòi hỏi những cái kỹ năng về phân tích, về kiến thức rộng càng ngày càng nhiều hơn so với cách đây vài chục năm. Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của VC News tiếng Việt. Dạ, xin cảm ơn.